Hello, xin chào tất cả anh em đệ tử của Liêu Linh Phái. Tôi là người có nickname Dạ Hành Nhân. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em ngâm một loại rượu cực kỳ thơm ngon, bổ dưỡng mà lại rất là kinh tế. Đấy là một loại rượu hoa quả, rượu ổi. Mới nghe rượu ổi thì các bác lại nghĩ là thế hơi là lạ. Thì xưa nay chỉ người ta chỉ ngâm rượu nho, rồi rượu táo mèo, rượu các loại hoa quả khác. Nhưng mà tôi xác nhận với các bạn, rượu ổi ngon nhất, cực kỳ thơm ngon. Vì ổi nó có mùi thơm, vị chua chua ngọt ngọt. Đấy. Mà trong ổi, thành phần của ổi nó rất nhiều các loại vitamin. Đấy, toàn những vitamin, nói chung là giàu vitamin hơn loại hoa quả khác. Những cái thành phần vitamin này thì khi ta ngâm vào rượu thì sẽ làm nó bão hòa, nó vô hiệu hóa những cái hóa chất còn sót lại trong rượu độc hại, thì nó đỡ cái độ độc của rượu đi. Ví dụ như các loại vitamin A, vitamin C và vitamin K, các loại đấy nó ngâm vào rượu thì nó sẽ hóa giải được cái thành phần aldehyde độc hại hoặc là formaldehyde, đỡ gây đau đầu và đầu độc thần kinh. Tất nhiên là tôi rượu thì uống nhiều lạm dụng thì sẽ vẫn có hại sức khỏe. Tuy nhiên thì rồi ta cũng cứ phải uống thôi, bỏ không bỏ được. Cho nên là ta phải nghĩ ra cái cách nào đấy mà nó kinh tế nhất, nó đỡ hại sức khỏe nhất. Thì rượu trắng, thì theo tôi rượu trắng, các bạn nên ngâm củ quả, hoa quả, thực vật uống đảm bảo sức khỏe. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn các bạn chi tiết. Ok, ở đây ổi là tôi sử dụng ổi rừng, ổi găng của rừng, lòng đào màu đỏ, quả nhỏ, rất thơm. Đấy, thì các bạn nào mà ở đồng bằng không có mua được ổi rừng thì chúng ta có thể sử dụng ổi đào, lòng đào hoặc là ổi trắng cũng được, ổi gì cũng được thì cũng xử lý như sau đây. Thì ổi các bạn lấy ở rừng về thì các bạn cho vào trong nước muối loãng khoảng 0,5 phần nghìn gì đấy. Ngâm trong khoảng 30 phút cho nó chết hết vi khuẩn sinh vật. Quả nào mà thối hoặc bị ong chích thì ta cũng loại bỏ, hoặc là bị chín nhũn loại bỏ, chỉ lấy những quả vừa vừa chín tới. Thì cái quả này khi mình ngâm mình cũng không bổ ra, bởi vì bổ ra thì càng tốt, nó thôi ra nhanh, nhưng mà bổ ra thì nó sẽ làm cho sau này cái bình rượu mình nó xấu, nó nhũn. Thì chúng ta chỉ bỏ cái phần tai này đi. Đấy. Rửa sạch đầu với tai. Ta cạo cũng đừng để chết, thì lấy cái tai đi thôi. Đây tôi không có ai cầm máy nên là tôi thao tác một tay. Ta lấy cái tai ổi đi. Sau này thì khi ngâm muốn cho nó thôi nhanh thì chúng ta lại dùng kim hoặc là gai bưởi ta châm xung quanh cái quả ổi này để cho khi ngâm vào rượu nó ngấm nhanh. Cái chỗ ổi này á, thì là nó rơi vào khoảng 3 kg, thì ta ngâm cho bình từ 5 tới 8 lít là vừa. Rồi, sau khi mà chúng ta ngâm nước muối và làm vệ sinh sạch sẽ nhá, ta để ráo, sau đấy thì rửa lại một lần bằng rượu. Thì ở đây tôi sử dụng bình là bình nắp tím, loại 8 lít. Đấy, rượu Nga Sơn 42 độ, từ 40 đến 42 nhá, đừng ngâm tới 45. Bởi vì ổi này không không cần thiết phải nặng như là ngâm một số loại sâm. Rượu 40 đến 42 độ là được. Bây giờ chúng ta sử dụng rượu để rửa cái ổi này. Cho vào đây thì mình rửa bằng rượu thì đỡ tốn rượu. Vì kiểu gì mình cũng phải rửa lại bình bằng rượu, cho nên là tôi bỏ vào đây tôi rửa luôn.
trắng này, ta đổ vào và lắc đều đi. Đấy, sau khi rửa với rượu rồi, bước tiếp theo là rất là quan trọng, đó là chúng ta phải xăm những cái lỗ quanh cái quả ổi này để cho nó thôi ra nhanh. Thì ở đây tôi sử dụng cái gai bưởi. Rồi, sau khi tráng bằng rượu thì chúng ta sẽ dùng cái vật nhọn kim hoặc là tăm nhọn hoặc là cái gì đấy để ta xăm cái quả ổi này cho nó mau thôi ra. Và nó mình không phải cắt, bởi vì cắt là sau nó ra mùi. Đấy, ở đây tôi dùng gai bưởi nhé. Các bạn nhìn kỹ này, ta xăm đều quanh cái quả. Tôi nói thật với các bạn, như mấy cái anh đệ tử của Liêu Minh Phái giống như tôi thì tôi thật là rất là ngại ăn đồ vặt, ăn hoa quả và ăn bánh kẹo. Nhưng cái đấy là một thói quen không không tốt, vì ăn hoa quả nó bổ sung các loại vitamin cho mình, nhưng mà cái dân uống rượu thì thường là ngại ăn đấy. Thì đây chính là một hình thức ta ăn hoa quả, nó cũng bổ sung các loại vitamin vào trong rượu, ta uống rất là lợi sức khỏe. Xăm đều xung quanh này. Cứ thế lần lượt nhé các bạn. Sau khi xăm xong ổi xếp vào bình rồi ấy, thì bạn nào nhé, anh em nào mà muốn uống rượu nó ngọt hơn một chút thì chúng ta có thể chỗ này, từ này thì ta cho khoảng 2 set muôi đường, 2 set cái muôi đường set thôi, hoặc là một muôi đầy thì cũng cho vào bình như thế này và lắc đều đi. Sau đấy các bạn đậy kỹ nắp lại, 10 ngày sau, đậy 10 ngày sau thì các bạn vào rượu. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi thích uống cái vị ngọt tự nhiên của ổi, mùi thơm và vị ngọt tự nhiên của ổi, cho nên ở đây tôi không bỏ đường. Đấy, thì các bạn chỉ việc xăm ra xong rồi là đổ rượu vào, tùy các bạn thôi. Anh em nào thích ngọt thì thêm ngọt, anh em nào không thì cứ thế này ta chơi thôi. Cho lút luôn. Đấy. Úi giời ơi, mới vừa đổ vào đã thơm mùi ổi rứt mũi lên các bạn. Em thề các bác ấy, loại rượu này mà đệ tử Liêu Minh Phái mà em rót ra 3 tháng sau rót ra cầm chưa mời đã tự uống luôn. Thôi rồi luôn. Anh em nào có điều kiện ta cứ thử đi. Sẽ thấy rất là hay đấy. Bổ dưỡng. Ok, chúc anh em đệ tử Liêu Minh Phái luôn có cho mình những bình rượu ngon thơm để đãi bạn bè và bổ dưỡng, không hại đến sức khỏe. Chào anh em.